Thầy. Tắt điện đấy đi sao? Tao tắt điện đấy đi. Tay bánh chiên. Tất cả cái quạt này cho cô để cho nó phải đấy. Phải kêu ư ư. Đấy được rồi, lên đi. Khẩn trương. Cháu xem đi. Không phải xem, việc này là việc của cô, không phải việc của các cháu. Việc của các cháu, cháu với em là bây giờ là chơi cái kia. Đấy, khi nào mọi người vào xem rồi thì mình bắt đầu mình nói chuyện này. Chào tất cả mọi người nhá. Ôi, con lên này, em xuống chào các bác này, các cô, các bác này. Chào các cô, chào các bạn. Chào các bác. Con em với cháu em đây các bác ạ. Cả một ngày vất vả, chỉ có là nấu hết món nọ, món kia, toàn những cháu thừa cân đấy các bác này. Để cháu với học có đến lớp 4 thôi nhưng mà cháu thừa cân lắm. Ăn hết món nọ, món kia nên là cô cứ ở nhà phải phục vụ con với cháu đủ chết ốm này. Hai cái tháng hè này chắc là cô cũng dự sụt cân. Chào tất cả mọi người nhá, mọi người đâu rồi ạ? Đấy, cũng chỉ em trai anh Bùi Văn Hoàn. Ui giời ơi, anh ơi em nhắn tin cho anh mình nhiều khi chả thấy anh trả lời gì cả, chắc anh bận quá. Đấy, khổ lắm ấy, cũng chỉ vì cứ chăn trở những cái việc không đâu vào đâu của gọi là người ta ở đàn bà thì là tề gia, nhưng mình thì lại cứ thích trị quốc bình thiên hạ ấy, nên đâm ra là nhiều khi nó vất vả như thế đấy ạ. Hôm qua thì nói thật với các bạn là câu chuyện ngày hôm nay thì cũng lại xoay quanh về vấn đề về tiền. Hình như là mọi người bảo tôi là từ ngày đi tù về đến giờ cái chữ tiền nó cứ dính vào trên trán ấy, lúc nào cũng cứ chăn trở vì tiền, vì cái tội là nó cứ ấm ức nhiều cái ở trong lòng mà chưa nói ra được ấy các bạn ạ. Khi mà tôi còn đang ở trong trại giam thì có quá nhiều lời đồn đoán và đặt điều cho tôi rồi, cho nên là bây giờ tôi ra tôi xem là có bạn nào, bạn ấy có những cái gì, bạn ấy có bằng chứng cụ thể thì bạn ấy đưa lên luôn, giống như là chúng tôi đưa cho cái chuyện mà Hà Văn Nổ xe cứu thương ấy, đầy đủ chứng cứ luôn. Đấy, cứ như thế mà làm ra thôi thì mình cứ công khai với cộng đồng mạng thì thôi, mình phải chấp nhận mình là những con người mà đã được nhiều người yêu mến, đã được nhiều người biết đến, thì mình phải chấp nhận rằng là nhân cách của mình không đàng hoàng thì mình đã phải được bị nhiều người người ta sẽ quan tâm và loại trừ mình ra khỏi cộng đồng trong số những người mà tử tế thôi. Nên là khi mà tôi đang ở trong trại giam ấy, chính bạn Hà Văn Nổ này cũng đã từng chửi tôi rất nhiều vì tôi là tôi nhận 30 triệu. Và anh Nguyễn Cường thì đã cầm đến một cái tập tiền gọi là đến 60 triệu đồng đi vay đấy. Không có đâu, nhưng mà vẫn bảo là anh vẫn phải cố cầm 60 triệu đồng. Anh nói rằng là nếu mà mày có bằng chứng cụ thể là như ăn tiền ấy thì anh sẽ trả mày đầy đủ luôn. Thế nhưng mà các bạn biết rồi, bằng chứng thì chả có. Chả có một cái giấy tờ chuyển tiền nào, tiền mặt thì vậy như thì không dám nhận đi kiểu vớ vẩn như thế rồi. Mà cũng chả đến lượt chúng nó bóc phốt vậy như đâu. Mà các cơ quan cảnh sát điều tra đã điều tra rõ ràng rành mạch rồi. Vậy như có phải là bị bắt một lần đâu mà bị tạm giữ tỷ lần rồi. Họ cũng điều tra, công an Thái Bình cũng điều tra tỷ thứ rồi. Nếu mà có thì chả đến lượt mấy cái thằng ngu si đần độn ở trong tù ra được nó bơm vá vào tai nào là vậy như nhận ở Canada 20 triệu tiền cho Hà Văn Nam nhưng ỉm đi. Rồi cái lọ cái chai chả đến lượt chúng nó đâu. Thế còn Huệ Như thì có cái tính là cứ được ai cho cái gì kể cả một tí thôi là phải khoe ngay. Khoe ngay bởi vì mình được yêu quý, mình được cho mà. Chỉ trừ khi mà mình nhận tiền từ các cái tổ chức khủng bố mà đối lập với Đảng Cộng sản để mình chống lại nhà nước thì mình mới phải giấu giếm thôi. Chứ còn các cá nhân nhá, những anh, những chú, những chị quý yêu mến Huệ Như cho Huệ Như 5 triệu, 10 triệu công khai luôn, sao mà phải ngại. Ví dụ như bây giờ này, hôm vừa rồi quay live stream xin cho gia đình nhà cụ Tiên, một người bạn tức là cũng chỉ là theo dõi và yêu quý vậy như ở trên trang Facebook thôi, thì ủng hộ cho gia đình nhà cụ Tiên 5 triệu. Sau đấy thì cũng bảo là quý mến vậy như và muốn tặng vậy như một món quà, ok, cái đấy có sao đâu mà mình phải ngại. Từ trừ khi, tôi nhắc lại với các bạn rằng là trừ khi mình nhận tiền từ những tổ chức khủng bố mà đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam liệt vào trong danh sách những đảng đối lập và để có thể gây đến cái an ninh quốc gia và gây đến sự bất ổn của Đảng Cộng sản thì chúng ta mới phải sợ thôi. Còn những người yêu quý mến thương về cái hoàn cảnh của Huệ Như đã đấu tranh cho mục tiêu chung của mọi người thì ủng hộ hay quý mến hay chuyển cho Huệ Như một số tiền nhỏ nào đấy để ổn định cuộc sống thì nó lại là hết sức bình thường. Đấy là những cái tình thương mến mà mình nhận được từ cộng đồng đấy, đáng vui mà, không có cái gì mà phải xấu hổ với chuyện đấy cả.
và mình rất là vui đấy. Chị nhà Lạc Phi tìm đến đấy, hôm Huệ Như về cái là Huệ Như ơi, xuống lên nhà chị chơi nào, hoặc là chị xuống Huệ Như chơi nào đấy. Và những người yêu quý mà chẳng cần phải ai xa đâu. Tôi ở đây, tôi ở làng thôn xóm xã mà, chứ không như là các bạn ở Hà Nội hay Hải Phòng hay là Đà Nẵng hay Thành phố Hồ Chí Minh, nhà nào biết nhà đấy. Tôi ở đây cộng đồng thôn xóm xã ai cũng biết. Mà bố tôi ấy thì ngày trước là công tác ở xã, làm chủ tịch xã cũng rất là lâu năm. Xong sau đó thì bố tôi chuyển lên công tác ở huyện. Thì gần như là trong cái huyện Vũ Thư, trong cái xã Vũ Vinh, trong cái huyện Vũ Thư hay là trong cái tỉnh Thái Bình này thì chắc là không mấy người lạ cái mặt tôi. Sau đấy thì những người xem mà trên livestream này thì toàn là những người bạn tôi này, xung quanh nhà này, toàn những người xung quanh nhà cũng vào comment ở đây. Nếu mà tôi nói dối về cái nhân cách của mình hay cái tính cách của mình thì chắc chắn là mọi người sẽ phản biện lại ngay. Chắc chắn là mọi người sẽ phản biện lại ngay và rằng ui con này nó toàn xạo đấy, nó toàn điêu đấy. Bởi vì là, vì sao? Vì chúng tôi sống ở cộng đồng thôn xóm xã, nó rất là đơn giản, vì là ai cũng biết tính cách nhau. Bây giờ tôi hỏi một ai ở trong thôn tôi mà kể cả học cùng tôi hay là học hơn tôi hay là những người già, chúng tôi đều đọc vanh vách về tính cách của nhau, về con người của nhau, về gia cảnh của nhau. Cho nên là không thể nói dối được các bạn ạ, không thể nói dối được đâu. Cho nên là không như là những người sống ở, ở thành phố lớn thì nhà nào biết nhà đấy. Thì có thể là mù mờ về cái gia cảnh, chứ như tôi ấy, mọi người họ đọc vanh vách. Tôi sống như thế nào, tôi bị làm sao, tôi bị mất mát như thế nào, tôi được thua như nào, mọi người họ đọc vanh vách hết. Chả thế mà 4 lần cảnh sát điều tra về đến trường tôi đấy. Đây tôi nói đây là công khai nhá. Và tôi chịu trách nhiệm về lời nói của mình nên tôi không phải ngại ngần gì cả. Hôm tôi ra lấy toàn bộ cái hồ sơ mà của nhà trường đấy, bàn giao lại cho tôi những cái hồ sơ từ suốt những năm tôi bắt đầu vào ngành cho đến khi mà tôi kết thúc công việc. Thế thì anh hiệu trưởng có trao đổi lại với tôi rằng trong cái quá trình mà em đi thi hành án đấy, thì anh cũng xuống thăm anh và mọi người trong công đoàn, cũng bố trí xuống thăm bố mẹ em. Sau đó thì cũng lên thăm các con nhà em, rồi là cũng ngỏ lời với gia đình là cho các anh các chị là vào để thăm gặp Huệ Như ở trong trại giam. Nhưng mà tất nhiên là cái việc mà thăm gặp tôi ở trong trại giam thì nó rất là khó khăn các bạn ạ. Bố tôi còn đứng ở ngoài nhìn vào trong trại còn khóc mà, vì không vào được thăm con, nó họ dây gây khó dễ rất nhiều. Chính vì thế thì anh cũng nói rằng là 4 lần cơ quan cảnh sát điều tra về đây để lấy ý kiến của trường, của các cũng hỏi anh về ý kiến về em như thế nào, xem là như thế nào, chắc là cũng để muốn là có những cái ý kiến xác thực để mà bôi nhọ Huệ Như trên diễn đàn của 800 tờ báo cách mạng. Thế nhưng mà khổ với tội là anh bảo là 4 lần anh đều một câu trả lời rất rõ ràng, rất danh mạch rằng là cô ấy sống ở trường với đồng nghiệp rất nhiệt tình, rất đàng hoàng, và mọi hoạt động của nhà trường thì tham gia rất là đầy đủ. Còn với học sinh thì cô ấy là một người rất là đúng mực, rất là đúng mực và thường xuyên có những hoạt động thiện nguyện dành cho các em. Cho nên là chúng tôi chẳng có gì phàn nàn về cô ấy. Còn việc cô ấy sai với lại pháp luật như nào thì các anh cứ điều tra và cứ kết tội, đấy là cái việc của pháp luật với lại cô ấy. Còn cá nhân tôi và tập thể trường thì là có những cái trả lời xác đáng với các anh như thế. Và anh ấy nói rằng là anh hiệu trưởng của tôi nói rằng là chính vì những cái điều đó mà bây giờ anh lên công an huyện Vũ Thư, anh Chiến ấy, anh Chiến bây giờ trước đấy anh là bên an ninh, bây giờ anh đang là phó trưởng công an huyện Vũ Thư, anh ấy không còn không nhìn mặt đến hiệu trưởng tôi nữa, bởi vì là vì anh không hợp tác để bêu xấu Huệ Như, để có 800 tờ báo cách mạng có thể là lên làm xấu cái hình ảnh, lu mờ cái hình ảnh đi để cho mọi người không còn có thể là tin tưởng và ủng hộ Huệ Như trong quá trình đấu tranh BOT nữa, để cho Huệ Như chết đói chết khát trong trại giam ấy, nhụt ý chí luôn. Nhưng mà quả thực là cái ý chí của con người thì nó không nằm ở trong miếng ăn, nó không nằm ở trong nước uống, nó không nằm ở trong cái số tiền mà được nhận khi mà chúng ta ở trong trại giam nhé các bạn nhé. Câu chuyện đấy mình dẫn dắt để đưa đến một cái câu chuyện ngày hôm nay mà tôi muốn nói với các bạn. Cái nước miếng ăn, cái thức uống. Em chào tất cả các anh các chị nhé. Các anh các chị cố gắng lắng nghe em một chút để em dẫn dắt cái câu chuyện đấy. Nó hơi dài dòng một chút nhưng nó lại đã thể hiện rất rõ một con người, một cái bản lĩnh của con người và một cái nhân cách của con người. Cái bản lĩnh của con người nó không thể phụ thuộc vào thức ăn, nước uống. Nó không thể thực vào cái mà chúng ta nhìn thấy ở cái vật chất hàng ngày, mà nó là thể hiện trong cái bản lĩnh sống, trong cái cách đối nhân xử thế đối với mọi người. Tại sao khi tôi gặp như thế, những người xung quanh tôi không một lời kêu ca than vãn, và bây giờ khi tôi bước chân ra trại giam, những người đã đồng hành cùng tôi, tiếp tục đồng hành cùng tôi và tiếp tục yêu thương tôi, tiếp tục có thể là tin tưởng tôi. Sau đó thì lại mở rộng thêm ra, tất nhiên là sẽ có những người yêu thương tôi nhiều hơn nữa. Thế còn lại cái loại rẻ rách thì
chỉ càng ngày càng mất đi thôi. Tại sao những người đấu tranh cùng với lại đã từng một thời kề vai sát cánh, bây giờ họ đều quay lưng lại? Thì mình phải xem xét lại bản chính bản thân mình. Ngày hôm qua, ngày hôm kia, tôi đã nói đến một câu chuyện rằng là cái xe cứu thương, các bạn nhé, cái xe cứu thương nó không phải là tiền của cá nhân mình kêu gọi cộng đồng chung tay vào để mua cái xe cứu thương đó. Thế vậy thì trong cái số tiền mà chuyển vào để mua xe cứu thương đó, và bây giờ là bạn đấy mà Hà Văn Nổ sử dụng được mấy ngày thì là có lý do rằng là ăn ninh nhăn neo rồi ép rồi cái lọ cái chai rồi đủ các mọi lý do để không thể sử dụng được cái xe cứu thương đấy, chỉ bán đi. Thì đương nhiên là cái tiền bán đi thì nó trở thành là tiền của túi riêng rồi, không còn là của cá nhân, không còn là của tập thể nữa, mà lại trở thành là của cá nhân của Hà Văn Nổ. Chính vì thế mà mình mới cảnh báo về cái việc là nhận tiền của ai thì trả tiền người đấy đi cho nó minh bạch. Và trong số cái số tiền mà nhận đấy là có số tiền của em Trần Thu Thủy gửi cho từ chính tài khoản chính danh Trần Thu Thủy gửi cho Hà Văn Nổ là 10 triệu đồng. Mặc dù là cái mục đích là không phải là của Thủy gửi trực tiếp để ủng hộ cái xe, nhưng vì là Thủy là ủng hộ cho chị Hoa Sen, giúp cho chị Hoa Sen chuyển cái số tiền đấy đến Hà Văn Nổ. Nhưng vì là cái số tiền đấy là chị Hoa Sen lúc đấy là đang ở bên nước ngoài và gặp dịch Covid gì đấy thì chị không chuyển được tiền về, thì Thu Thủy là cho mượn cái số tiền đấy để chuyển. Thế thì thôi, thì câu chuyện là cũng có thể chấm dứt nếu như Hà Văn Nổ bán xe cứu thương, không sử dụng đến cái tiền xe cứu thương đấy nữa thì chuyển về số tiền đấy cho em Thu Thủy là 10 triệu đồng thì câu chuyện đã xong. Thì còn ai vay của Thu Thủy thì đấy là việc của Thu Thủy thôi. Còn với người ta, còn mình nhận từ tài khoản nào thì mình trả về cho tài khoản đấy. Và khi mình đã phân tích rất rõ ràng rồi là chị Hoa Sen cũng chưa trả cái số tiền đấy, mặc dù 2 năm rồi nhưng chưa trả số tiền đấy cho Thu Thủy đâu, thì trả về cho Thu Thủy đi. Nhưng mà Hà Văn Nổ thì nhân cách rẻ rách mà, mình đã nhờ đánh tiếng đến bên chị Hoa Nguyễn là người phản đối cái BOT Bờ Đậu rất là quyết liệt đấy, các bạn theo dõi trên Facebook thì thấy. Vì cũng nghĩ là chị nhiều tuổi hơn rồi cũng có thể nói chuyện được với Hà Văn Nổ trong cái giai đoạn này, khi mà mọi thứ nó đang căng thẳng như này, thì nói với chị Hoa rằng là chị bảo với thằng Nam là chuyển tiền về trả cho Thủy đi, chứ đừng để chúng em phải bới móc ra những cái câu chuyện nó không đáng là bao nhiêu cả. Vì cái số tiền 10 triệu đối với một cá nhân thì có thể là chưa làm ra thì nó to, nhưng đối với một cái doanh nghiệp, gọi là doanh nghiệp cái gì quốc tế cơ mà, doanh nghiệp quốc tế cơ mà, hẳn cái gì quốc tế thì tôi nghe không rõ, thì tôi không để ý đến mấy cái doanh nghiệp quốc tế đấy. Ở xóm nhà tôi nhan nhản mấy cái doanh nghiệp quốc tế ở ngoài đầu đường như kiểu, nhưng mà chả thấy có người đâu, toàn thấy treo biển ở ngay ngoài đường nhà tôi đây này, nhiều những cái công ty mang tầm quốc tế đấy, nhưng mà toàn treo ở thôn xóm xã tỉ, chả để ý đâu. Nên tôi chẳng biết cái thằng đấy nó làm cái công ty gì quốc tế, chán lắm các bạn ạ. Bảo với chị Hoa Nguyễn là thôi 10 triệu nó không đáng bao nhiêu, nhưng nó là thể hiện cái nhân cách, và là còn cái tí vớt vát lại cho cái tí nhân cách rẻ rách cuối cùng của mày thì trả về cho người ta đi, vì là chị Hoa Sen chị chưa trả đâu. Thế nhưng các bạn biết không, men mét cái mồm nói với chị Hoa Sen rằng là em trả cái 10 triệu đấy về cho tài khoản của chị Hoa Sen rồi. Thế chị Hoa Nguyễn chị bảo là eo ơi, chị nghe xong mà chị buồn cười quá, nhưng chị chả nhẽ chị lại bảo là Huệ ơi, chả nhẽ chị lại bảo rằng là thôi thế thì mày trả cho chị Hoa Sen rồi thì mày công khai cái tài khoản để chuyển cho chị Hoa Sen đi, để cho cái Thủy nó khỏi đòi. Thế nhưng mà chị Hoa, chị là người lớn mà, chị cũng chỉ gọi là chuyển lời hộ tôi về ấy thôi, nên là chị không nói tiếp nữa. Chị nhưng mà chị cười khẩy, chị bảo, chị nghĩ bụng bảo là chị cũng nói với tôi tâm sự thật, tôi chị cười khẩy, chị bảo là chả hiểu sao mà 10 triệu đối với người khác có thể to, nhưng đối với một cái người làm ăn như nó gọi là cũng là tiền tỷ đấy, thể hiện là mấy trăm cán bộ công nhân viên nhưng thổ cả chết tiệt gì đấy, thì 10 triệu đó là cái gì, kể cả có cái Thủy nó có như thế nào đi chăng nữa thì cũng nên trả để mà dập đi những cái dư luận không hay về mình thì cũng là tốt thôi. Làm sao lại tự mua dây buộc mình thêm một cái câu chuyện nữa để cho mình lại phải nhức đầu. Thế nhưng mà không lựa chọn bạn Hà Văn Nổ, bạn không lựa chọn danh cái cách ứng xử như thế, bởi vì là 10 triệu đối với con người rẻ rách đấy thì nó quá to. Cho nên là bảo với chị Hoa Nguyễn rằng là em trả rồi, em trả vào tài khoản của chị Hoa Sen rồi. Ai ngờ em Thu Thủy em lên bài thì đùng một phát hôm nay chị Hoa Sen chị nhắn tin về. Cứ tưởng là chị tèo rồi, cho nên là tưởng là ăn khóc hốc được của chị 10 triệu. Đấy, các bạn thấy nghe nó rẻ rách chưa? Tưởng là chị 2 năm nay chị không liên lạc gì về với Thu Thủy, với lại Huệ Như ra tù chị không liên lạc gì. Về thế tưởng là hốc được 10 triệu đấy. Thế là định ỉm đi để bảo là chuyển về cho chị Hoa Sen rồi. Đấy, đùng một cái hôm nay Thu Thủy lên bài thì chị Hoa Sen chị nhắn tin về, xấu hổ chưa? Ôi giời ơi, 10 triệu nó bé tẹo, anh Kevin ơi, nó không đáng là gì cả. Nhưng đối với bọn rẻ rách nhá, 1.000 đồng em đòi, anh phải nhớ một điều như thế. Còn đối với việc đáng làm ấy thì 10 triệu chứ 100 triệu nó không đáng là gì anh ạ. Nhưng rẻ rách, loại rẻ rách, 1.000 em cũng đòi.
Vì sao? Khi mà chị Hoa Nguyễn chị bảo rằng là trả cho Thu Thủy 10 triệu đi, để bảo là em trả cho chị Hoa Sen rồi. Đấy, bằng chứng là ngày hôm nay khi mà Thu Thủy lên bài chị Hoa Sen, chị nhắn tin về chị bảo em trả cho Thu Thủy đi, đừng lôi chị lên trên mạng nữa, xấu hổ chưa, lên chiều nên nôn ra 10 triệu rồi anh ơi, anh Kevin ơi, chiều nên nôn ra rồi, chuyển về cho tài khoản của Thu Thủy rồi. Nhận được tinh 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 tinh, vừa lúc 4 giờ chiều em với Thu Thủy bảo này này, nếu như mà không trả thứ bảy này, nhân tiện lên thăm các một số những nhà tù nhân lương tâm, thì chúng em cũng sẽ rẽ vào xem cái doanh nghiệp mang tầm quốc tế đấy nó làm những cái gì mà sao mà nổ tưng bừng lên thế, để đến khi báo chí và truyền thông đưa tin lên tưng bừng đấy, xấu hổ quá rồi, chả còn cách nào khác. Tổ chức một hội nghị, nguyên một hội nghị tốn kha khá một số tiền, sau đó thì đóng cửa kín, quay live stream, quay live stream xong thì tung lên trên mạng, nghe chừng thì oai oách lắm, nhưng thực ra là bây giờ cũng trờn rồi, chả dám nổ cái chữa ung thư thần y bách bệnh nữa đâu, lại chỉ chuyển về chữa bỏng và các bệnh ngoài da thôi, nghe nó buồn cười lắm các bạn ạ. Câu chuyện nó cứ hài hài như thế, nhưng quả thực là nói cả ngày không hết. Đối với nhân cách những bọn rẻ rách ấy thì 1.000 cũng phải đòi, chứ còn số tiền thì không thể em so sánh trong cái việc là làm từ thiện cho cái việc mà mua một cái xe cứu thương, nếu như mà thực sự làm đúng vào mục đích để vận chuyển những bệnh nhân, và ban đầu là còn nói rằng là để chuyển những smart a đấy, smart ơ đấy đến với tay người bệnh cho nó còn nhanh và ấy. Thế nhưng mà mồm thì leo lẻo cái mồm rằng là làm sản phẩm là vì dân, thế mà cái nước thần nước thánh đi tăng giá lên đột ngột và lên cao chót vót từ lúc nào không hay, và cứ lúc nào cũng leo lẻo cái mồm là làm vì dân, thà là nó nói mẹ luôn cho nhanh rằng là tao làm vì lợi nhuận thì còn không ai còn tin cái nhân cách rẻ rách của những loại đấy. Nhưng mà lúc nào cũng leo lẻo vì dân, vì dân gì mà lợi nhuận kinh khủng thế. Trung Nghị, Huệ Như và Hà Văn Nam cùng là bạn, anh ơi anh phải nhớ một điều như này nhá, là bạn trong một giai đoạn nhất định khi mà đấu tranh BOT cùng chung chí hướng thì chúng em là bạn, còn khi trong cuộc sống không thể là bạn với những kẻ phản phúc được, người đã vào sinh ra tử với nó đây, người đã từng cứu nó trong rất nhiều tình huống ở kể cả là khi mà nó bị bắt rồi, bất kể những cái lúc mà nó bị đánh nọ kia, đã từng vào sinh ra tử với nó, cùng chung sức với nó còn quay lại nó bảo là em là hốc của nó 30 triệu, nó chửi em tưng bừng trên Face khi em không mở mồm ra được, đang ở trong tù. Thế như thế là bạn là thế nào đấy? Ở trong tù mà nó chẳng có bằng chứng gì mà nó còn đòi người ta tưng bừng người ta, nó chửi người ta trên Face ngông mèo ngông mèo cái mồm suốt bao nhiêu ngày tháng. Thế mà bây giờ đương nhiên là có 10 triệu thì em Thu Thủy em ấy phải đòi rồi, vì anh em có bằng chứng xác thực mà, em có biên lai chuyển tiền, anh em còn giữ lại hết, và số tiền chuyển từ tài khoản của em ấy luôn đấy. Đòi tiền nó phải như thế các bạn ạ. Nếu như mà đứa nào mà muốn vu khống Huệ Như là nhận tiền nọ nhận kia, tiền kia, có biên lai chuyển lên đấy, cái Huệ Như nó cờ đây này, nó nhận 30 triệu đây này, từ tài khoản này từ tài khoản kia này thì hãng chửi. Vâng, chào Trung Nghị nhớ tớ cùng tuổi đấy. Câu chuyện là như thế các bạn ạ, nhân cách rẻ rách, tính bằng nước uống, tính bằng miếng ăn. Chứ còn nếu như mà cái con người ấy, người ta có bản lĩnh, người ta nhận biết được đúng sai. Khi Huệ Như vào mới bị bắt được có mấy ngày chuyển lên hỏa lò nhá, một loạt các cái kẻ điều tra, an ninh điều tra lên điều tra Huệ Như ở trên hỏa lò, liên tục đưa đến thông tin với Huệ Như rằng là ở ngoài Thu Thủy nhận hàng tỷ đồng rồi, Nguyễn Cường thì cũng nhận vài trăm không kém, chỉ có một mình chị là ngu si là đi tù thôi. Nếu mà tôi cũng nghĩ như thế, bây giờ ra trong cái lúc tôi cũng vẫn cùng quẫn như thế này, tôi ra lại hoàn toàn là bị mất mát và trắng tay. Tôi cũng quay ra tôi chửi Thu Thủy rằng là mày nhận hàng tỷ đồng như thế thì còn gì là nói nữa, đúng không các bạn? Nên ôi trời ơi, em Vũ Đức Duy ơi, chị ra tù không một lời hỏi thăm, không một cuộc điện thoại, không bất cứ một cái gì luôn. Cái gì đấy mẹ? Không một cuộc hỏi thăm nhá, không một lời điện thoại. Về đến Thái Bình thì còn xấu hổ hay sao ấy, hay là nhục nhã, hoặc xấu hổ hoặc sợ Huệ Như chửi vì nó xấu hổ quá. Cho nên là phải nhờ anh thân xuống tận nhà đón Huệ Như lên. Đây bà ra ngoài để cho con nói chuyện. Cái gà cửa bà cô này. Xuống tận nhà để đón Huệ Như lên để gặp, nhưng mà Huệ Như không thèm nhìn mặt cái loại rẻ rách đấy. Bởi vì sao? Đúng ra là con người có biết suy nghĩ ấy, nếu mà Huệ Như bước chân ra khỏi trại, người đầu tiên là phải ôm hôn phải là nó, phải ôm hôn phải là nó, chứ chưa phải là những người khác. Nhưng mà nó làm ngơ tất cả những người đã từng sát cánh với nó, chỉ vì là đấy. Thế rồi là bây giờ một số những cái bạn ở trong hội 81 của tôi thì cũng bênh vực lắm,
Nói rằng là có tiền đi làm từ thiện là tốt, nhưng tiền đấy ở đâu mới là quan trọng. Nếu tiền bằng mồ hôi công sức của mình làm ra 500, 100, 200, 300 cũng quý. Tôi xin cho gia đình nhà cụ Tiêm đấy, được 15 triệu 100, tôi chốt lại luôn 15 triệu 100, bàn giao cho gia đình nhà cụ và không nhận thêm nữa. Đến ngày hôm sau anh Điệp Nguyễn bảo là anh chuyển thêm cho em 1 triệu, ok, nhận thêm 1 triệu, tuyên bố luôn. Chị Thu nhận gửi cho cụ là 2 triệu để mua gạo ăn, tôi cũng tuyên bố luôn là 2 triệu mua cho cụ gạo ăn, mỗi tháng là 300 nghìn, thì cháu sẽ mua cho cụ là đi 7 tháng, đủ 7 tháng gạo ăn cho cụ. Câu chuyện như thế thì sẽ không ai dám nói mình, đúng không các bạn? Nhưng đây là nhập nhèm, con ơi đừng để chấp nó mẹ bắt nào. Đây là nhập nhèm trong cái chuyện tiền nọ sót tiền kia, và cứ nhập nhèm như thế có lợi cho mình nhưng mà lại gọi là lấy của người phúc ta đấy các bạn ạ. Nếu như mà là tôi nhá, nợ Thu Thủy 10 triệu có hay không? Có. Tiền đấy, tiền mua xe tứ thương mà, có phải tiền của mình đâu, mọi người ủng hộ đóng góp mà. Có phải của mình đâu, thì có trả về cho Thu Thủy cũng chả mất gì cả, cũng là của người ta, trả về cho người ta thôi. Nhưng không lựa chọn cái phương pháp gọi là đơn giản nhất để cho mình đỡ đau đầu, lại lựa chọn một cái phương pháp xấu hổ nhất là để cho Huệ như Thu Thủy với Nguyễn Cường gào mồm lên trên Facebook, chửi cho mất mặt, xong để chị Hoa Sen, đến tai chị Hoa Sen, mặc dù chị đang bị tai biến hay sao ấy, chắc là chị có vấn đề về sức khỏe. Ngày trước chị là một người ủng hộ Huệ Như rất là nhiệt tình, và Huệ Như cực kỳ ghi nhận người chị đấy. Nhưng mà sau khi chắc là trong cái quá trình đại dịch Covid diễn ra thì chị đã có vấn đề về sức khỏe. Mình không được biết chính thức vì là chị ở nước ngoài, không biết chính thức, nhưng mà có vấn đề về sức khỏe nên chị không liên lạc về nữa. Và chính vì cái điều đấy, biết tưởng là hốc được luôn 10 triệu của Thu Thủy, vì là tuyên bố với chị Hoa Nguyễn rằng là em chuyển vào tài khoản của chị Hoa Sen rồi, mới chiều hôm qua luôn. Thì đến chiều hôm nay chị Hoa Sen nhắn tin về cho cả Thu Thủy, cho cả thằng Thần Y Thánh Nổ đấy, và cho cả Huệ Như rằng là đã bảo là chuyển tiền trả Thủy rồi. Và chiều nay teng nhận được 10 triệu. Ngày mai anh em chúng tôi lại bỏ ra liên hoan, cái số tiền đấy nó chả đáng là bao nhiêu so với những cái công sức rồi những cái gì mà chúng tôi đã bỏ ra. Nhưng vì cái ức chế trong tinh thần, vì những cái sự bất nhân bất tín, vì những cái mà không xứng đáng để bỏ ra 1.000 thì chúng tôi đòi bằng được. Và tôi bảo Thu Thủy nếu như mà không trả thì thứ bảy này ấy, chúng tôi cũng lên tận nhà mà, chúng tôi cũng lên tận nhà để xem là trả lời như thế nào về cái việc tiền mà nhận từ tài khoản của Thu Thủy luôn chính danh thì phải trả chứ. Đấy, nên là tôi cũng qua đây tôi mong muốn là mọi người làm từ thiện nó phải đúng lúc thiện, phải đúng lúc đúng chỗ, và mình nên kiểm soát cái đồng tiền đấy của mình. Đừng lên cứ cho và giao tin tưởng cho nhiều hương xảy ra lắm rồi các bạn ạ. Toàn những người cứ bôi vào cho mình đầy những cái gọi là hào quang. Tôi bảo chắc là mai tôi cũng đi mua mấy mét vàng để tôi đeo cho lủng lẳng đây ở cổ. Đấy, để cho nó nhiều vàng, để cho mọi người biết rằng tôi lắm tiền, đeo ít mỹ ký vài triệu là lủng lẳng luôn. Đấy, Vũ Đức Duy, em cứ nghĩ là ra tù thì anh Nam và chị Thủy phải đi đón mới đúng. Thủy thì không còn gì để nói nữa rồi, là người bạn số 1 của mình trong số tất cả những người anh em. Thế nhưng mà Minh Đặng, em cũng đòi được hơn 2 triệu rồi à? Đòi hôm nào đi em. Mọi người đòi đi nhá, cứ tiếp tục đòi đi, ai chưa nhận được 500, 100, 200 cứ đúng từ tài khoản của mình thì cứ đòi đi, hoặc tài khoản của người khác nhưng mà có chứng cứ thì mọi người cứ đòi đi. Đừng để cho những cái thằng gọi là nhân cách rẻ rách đấy nó hốc 1.000 không cho. Bữa cơm thừa canh cận tôi cũng đổ cho con nít nhà tôi nó ăn, chứ cũng không bao giờ mời đến cái loại đấy bước chân vào đến nhà. Tính tôi nó vậy, cố chấp mà các bạn, nói cái gì nó dai như đỉa ấy. bố mẹ bảo là nói cái gì nó dai như đỉa ấy. Con gái út ở trong nhà nhưng mà cố chấp, quý ai thì quý hết lòng hết dạ, móc ruột móc gan ra. Thế nhưng mà đã ghét ai mà thì phải tìm ra đúng tông ti họ hàng để mà xem là gốc gác của nó như thế nào, mà sao nó ăn ở mất dạy như thế. Mọi người đừng có tin. Đấy, mới chiều hôm qua khi mà tôi gọi điện cho chị Hoa Nguyễn, chị Hoa Nguyễn thông báo rằng là em ơi nó không trả 10 triệu đâu, nó bảo là 10 triệu đấy nó trả cho chị Hoa Sen rồi, còn lâu nó trả cho cái Thủy. Thế xong anh Trung Mốt còn bảo là thế mày đòi tiền cho cái Thu Thủy, đéo gì, cái Thu Thủy nó là tiền của Thủy chứ nó tiền của mày đâu, mày đòi, bảo anh bị nhầm rồi. Bây giờ không có nó nuôi em, chăm sóc em bằng đấy tháng tù bên cạnh em thì làm sao em sống giờ, em có thể sống yên bình ra được đến những ngày hôm nay, mà anh lại bảo rằng là 10 triệu của nó không phải là 10 triệu của em. Nó cũng là nước mắt của em mà cũng là mồ hôi của em luôn.
Em coi bây giờ em coi gia đình nhà nó, coi các con nhà nó như là các con của em. Em còn gì để mà không thể nghĩ được hơn như thế nữa. Đúng không ạ? Thế mà tại sao lại có những con người lại bảo là tôi có thể thờ ơ với cái việc mà mất tiền của Thu Thủy được. Không thể thờ ơ được, tôi không cần một đồng nào cả. Nhưng mà những cái người mà đã sát cánh cùng tôi một tí chút thôi, tôi không bao giờ quên. Và cái ơn nghĩa đấy tôi gọi là một câu rằng là khắc cốt ghi tâm. Chứ tôi không giống như cái loại đầu không có não đó. Một cái loại gọi là ăn cháo đa bát. Người ta cho mình cứ coi người ta như đấy là trách nhiệm, người ta phải có trách nhiệm với cuộc đời mình. Không bao giờ có nha các bạn nhé. Kể cả là các bạn có xui tôi đi đánh BOT, nhưng tôi đã bị bắt rồi thì tôi dám làm, tôi phải dám chịu. Còn các bạn ủng hộ tôi như thế nào đó lại là một câu chuyện khác. Tôi khắc cốt ghi tâm từng giờ, từng phút, từng ngày, từng một. Bất cứ một ai dành cho tôi một cái comment yêu thương và chia sẻ, bất kỳ ai gửi cho tôi 100.000 đồng, 50.000 đồng, đấy là một điều mà tôi phải khắc cốt ghi tâm. Vì vậy vì sao mà những người mà đã từng yêu thương tôi bây giờ vẫn không ai rời xa tôi, trừ cái thằng Hà Văn Nổ đấy là nó đang để né tôi nhé các bạn nhé. Còn tôi nói thật đây, anh Đại Phan Thiết này đang tặng tôi bông hoa to tướng này, anh Đại Phan Thiết cũng thế, mất mát với tôi quá nhiều chứ các bạn. Cả một cái xe ô tô, anh ấy không có xe đi làm, phải đi mượn xe khác để đi hàng năm trời. Xe thì vứt ngoài sân ngoài bãi, giữa trời chưa nắng chang chang như thế, mưa gió cũng đều phải là chấp nhận như thế. Để mà ra, nếu như đúng ra tôi mà là ở ngoài, tôi phải có trách nhiệm cùng sửa sang cái xe đấy với anh rồi chia sẻ cái khả năng về tài chính với anh. Nhưng vì tôi bị bắt rồi nên anh hoàn toàn là phải tự lo, tự thân vận động hết, lấy xe ra sửa sang, rồi là chẳng ai có thể giúp đỡ hơn được nữa, thì cũng đành phải chịu. Nhưng mà anh vẫn sát cánh bên tôi, vẫn vào thăm tôi, vẫn đưa em Thu Thủy, vẫn đưa gia đình tôi vào thăm tôi, rồi đến khi về thì vẫn cứ yêu thương và cứ tôi lên đến Hà Nội là anh em lại gặp gỡ nhau, lại dành cho nhau những gì mà trìu mến nhất. Chúng tôi không dạy, không thể nói với nhau những lời nặng lời. Mà tại sao những cái của nợ đấy nó lại sống thế nào mà đến bây giờ tất cả những người đã từng yêu thương nó đều phải quay mặt làm ngơ. Và bây giờ chỉ đi lừa những người xa xôi không ai biết đến nó thôi. Chứ còn những người mà đã thân thiết ở đây ấy, đọc vị ra rồi. Con người sống nó không có đức, nó không có tài, không có đức, chỉ có tiểu xảo, thì nó sẽ dần dần nó sẽ bộc lộ nó thôi các bạn ạ. Còn đấy, nhiều bạn gà của tôi bảo rằng là Huệ Như hay bóc phốt. Tại sao phải bóc phốt? Vì sống lừa đảo, sống nhập nhèm, không có tài, không có đức, chỉ có tiểu xảo. Nên là buộc tôi phải nói ra điều này. Thì câu chuyện nó cũng không phải là quá dài lắm. Anh Đại Phan Thiết xuống đẹp. Anh Nguyễn Cường, anh đừng có con linh tinh ở đây nhá. Anh khen thì khen em đi. Hôm nay xem em có xinh không, vừa tắm gội đầu đây, lên trên trang lên livestream hoàn toàn là mặt mộc đi các bạn này. Đấy, không đánh son đánh phấn nhá. Không đánh son đánh phấn tí nào luôn. Thế đâu. Đợt trước khi mà tôi mới về đấy, là toàn bộ khuôn mặt của tôi là bị nám rất là nhiều. Vì sao? Vì là tôi là ở trong đấy là gió nào. Đấy, nhìn hai cái da tay và da mặt khác hẳn nhau nhá. Tôi ở trong đấy là bị gió Lào, ngồi ở trong nhà là chúng tôi còn phải đội nón này, bịt kín mặt mà gió vẫn cứ táp hết đi. Khi tôi về là hai cái má này cháy đen luôn, rồi gầy gò, mệt mỏi lắm. Nhưng mà tôi vẫn giữ được cái thần sắc nhất định của mình, bởi vì là con người nó toát ra cái khí chất. Cái khí chất thì không thể là mất được. Có thể là nhan sắc có thể xuống, nhưng mà khí chất thì không thể là mất đi được các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ thì sau quá trình đấy thì tôi cũng phục hồi, cố gắng phục hồi, ăn uống rồi là thuốc thang thì bây giờ cũng đã có cải thiện hơn, gọi là khơ khớ. Mỗi tội là vẫn đang phải nhớ thằng Hà Văn Nổ nó về nó chữa cho cái bệnh tiền mãn kinh. Để xem là có đẻ thêm được vài đứa trẻ nữa không, trong vui nhà vui cửa. Tính tôi cứ thích đông con nhiều cháu, về già đông con nhiều cháu cho nó vui đấy. Tôi kết luận lại một câu nữa nhá, là không ăn được 10 triệu của em Thu Thủy, mặc dù là đã nói dối rằng là chuyển cho chị Hoa Sen. Nhưng không ngờ là chị Hoa Sen hôm nay lại xuất hiện trên màn hình và comment và nhắn tin cho rồi. Cho nên là chiều nay tài khoản của Thu Thủy đã teng teng lên 10 triệu. Anh ơi, thôi em chả uống mát A đâu. Khéo không lại dạ dày em nó lại không những ghét mà nó lại còn lở nữa cơ. Sao này vỗ em thế con? Thế em nó lại còn lở ghét lên nữa thì tôi lại cắt đi thì chết.
hay là lại mang dạ dày inox vào thay thì chết luôn ấy, hay là lại giống như chú Quậy thay cho chị Hằng ấy thay bố mất dạ dày chó rồi thì chết. À, anh Tô Trấn Thang càng ngày càng khoe càng nói phép, khi thằng Nam qua nó giới thiệu, hôm qua thằng Nam giới thiệu là trưởng phòng kinh doanh công ty Sudico Hòa Bình, mình từng chơi khá với nhiều bạn bè ở đây và khẳng định luôn là thông tin Nam là trưởng phòng, đâu rồi đang đọc lại mất, Nam là trưởng phòng kinh doanh là Nam nói phép. Nam có thể xin vào làm nhân viên lăng xăng chứ với công ty Sudico Hùng Mạnh. Nam tuổi gì mà làm trưởng phòng? Ui giời ơi, thôi anh ơi, anh thì nhà báo anh đi khắp nơi thì em biết rồi. Có cái gì thì anh cứ nhắn tin đây chứ anh cứ lên anh công khai như này thì càng ngày nó lại càng nhiều phốt này, xấu hổ của bố ấy được ý. Mai mốt lại là à. Đấy, bà con Thái Bình cũng phải chuẩn bị đi nha. Những gia đình mà nghèo khó là chuẩn bị có 5 ngôi nhà rồi đấy. Sau khi mà báo chí đánh tưng bừng bây giờ cần phải bỏ ra một số tiền lớn để mà mua lại cái danh dự của mình, thì đã đóng phòng kín và tập hợp được 500 anh em để quay live stream trực tiếp rồi nhưng mà không dám nổ nữa rồi. Và kiểu gì mà cũng xấu hổ vì tội là tuyên bố cho 5 ngôi nhà rồi mà bây giờ không cho thì cũng xấu hổ, là kiểu gì rồi cũng có thành hiện thực đấy. Hiện thực đấy, các bạn cứ yên tâm là kiểu gì nó thành hiện thực. Các bạn cứ chia sẻ thật rộng rãi lên là Hà Văn Nam cho 5 ngôi nhà kiểu gì thành hiện thực. Vì lúc đấy không chạy được nữa, phải có 5 ngôi nhà chứ không thì xấu hổ lắm. 5 ngôi nhà tình nghĩa kiểu gì phải có địa chỉ. Nên các bạn càng chia sẻ mạnh thì chúng ta càng lấy được tiền từ những cái bọn gọi là buôn bán bất nhân bất nghĩa đấy, nó bỏ tiền nó cho là quay trở lại cho xã hội, làm giàu cho xã hội. Nên là chúng ta cứ tung hô nó đi, chả được gì thì chửi nó cả. Chửi nó làm gì? Chửi nó tự dưng mất 5 căn nhà. Chúng ta phải làm thật mạnh lên, chia sẻ thật mạnh lên. 5 căn nhà ngày nào cũng hỏi nào, Hà Văn Nam ơi, Hà Văn Nổ ơi, 5 căn nhà của tỉnh Thái Bình đâu? Để chúng ta xem cái địa chỉ, chúng ta đến chúng ta quay live stream để biết tâm thiện tâm của mày rất tốt. Mà thì mình phải tung hô nó thật là nó làm được điều đấy thì mình phải công nhận thôi. Cho nên là thôi rất mong là 5 căn nhà đến sớm sẽ có tên và danh sách và địa chỉ để cho anh em chúng tôi chiêm ngưỡng cái kiểu gì cũng có đây. Chứ không anh Đức Đức với Huệ Như với Thu Thủy với Nguyên Cường kéo nhau đến hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình thì xấu hổ lắm. Nên là thôi Hà Văn Nổ nhá. Cố gắng mà làm ăn kinh doanh rồi cứ đóng cửa kín phòng đấy, giải quyết cái khủng hoảng truyền thông đi. Mất tí tiền nhưng thôi cũng đỡ xấu hổ, rồi còn về nốt cái 5 căn nhà ở tỉnh Thái Bình nữa rồi trả kết thúc câu chuyện tại đây, đỡ phải suốt ngày lèm bèm chửi nhau mệt lắm. Chào mọi người nhé, hẹn gặp lại nhé.